Mưa chi mà mưa tầm tã làm em ướt hết trơn, ướt sũng từ đầu đến gót, giờ em phải giặt đồ. Mà sao đồ đâu quá trời, muốn đồ sạch mà sao quá mệt, giặt tay trời ơi quá mệt, em nào ngờ. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng em phải giặt giũ. Và anh muốn hỏi em rằng, đến khi nào mới xong? Nhà không có máy giặt, nên em phải giặt tay chứ làm sao? Em! Anh! Đừng cố mà giặt tay nữa. Bộ em không biết, tháng 11 là tháng của Panasonic ở điện máy xanh hả? Em cứ đi theo anh, máy giặt, để anh lo. Đến điện máy xanh, điện máy xanh, máy lạnh máy xanh. Đây, máy giặt Panasonic, chất lượng Nhật Bản, có chức năng giặt mạnh nước nóng, để diệt khuẩn. Chỉ trong tháng 11 này, nếu em mua máy giặt, TV, tủ lạnh Panasonic tại điện máy xanh sẽ được trả góp không lãi suất. Còn có phiếu quà tặng khi mà mua Panasonic. Đồ càng mắc càng nhiều phiếu mua sắm gia dụng thoải mái. Em còn được tặng phiếu mua hàng gia dụng trị giá 200.000 khi mua sản phẩm dưới 7 triệu, 400.000 khi mua sản phẩm từ 7 đến 15 triệu và 800.000 khi mua sản phẩm trên 15 triệu. Chưa hết, khi mua Panasonic trên 1 triệu sẽ được bốc thăm trúng thưởng 270 tủ lạnh Panasonic. Tủ lạnh cũng có ngăn đông mềm nữa nè, thích quá à, lấy luôn nha, lấy luôn. Còn không mau sắm thật nhiều đi, chỉ trong tháng 11 thôi, mua ngay Panasonic, ưu đãi bao nhiêu bao đã. Đến ngay điện máy xanh trong tháng 11 này, mua đồ chuẩn Nhật Bản của Panasonic, hoa thật chuẩn, trúng thật đá.